Em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Rồi anh em bữa nay kêu em quay xe lại. Thì bữa em có quay hôm qua bữa trước em có quay rồi. Thì bữa nay em xin quay lại. Như là em là Châu. Cửa hàng là đây, mua bán trao đổi xe Châu. Rồi Châu nữa nè, quá trời Châu luôn. Nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ồ, ở trước có bông trang, hôm nay bông trang nở dữ ha. Rồi, là trước cái cà mai luôn. Vô chủ đề chính nè anh em. Bữa nay em có 7 chiếc xe, 4 xe quay Thái, 3 xe quay Alpha. Quay Alpha 12 triệu, Thái tầm 12 chục, Thái tầm 10, 17. Quay Thái 25, quay Alpha 18. Quay pha 9 chỗ em đứng tên 16, quay Thái 10, 28. Đây 28 này về là đi chạy luôn, ngon lành. Chính chỗ em đứng tên ha, xe nồi xe lắm. Bị số Tây Ninh, chính chỗ em đứng tên. Câm niền đồ xe xe còn rất là nhiều luôn. Chiếc này là chính chỗ em đứng tên luôn nè, 16 triệu giấy màu đỏ. Anh em lên màu đỏ canh đi lên tâm mười con lắm á. Chiếc này nồi riêng, máy riêng, làm đầu lòng rồi, máy im, 16 triệu. Chiếc này quen pha dọn full mới, 18 triệu. Đây đó, nói chung tất cả trên xe là mới vậy nè, 18 triệu. Quay 110 nè, mới vậy nè, 25 triệu. Đó, dọn mới dành bán Tết, bán được đi dành chạy luôn. Ê, cái cây bồ đó em mua 2 triệu 3, 2 triệu 4 vậy anh em, nổ ghê dữ dằn kìa. 110 máy, 110 đây, 110 Thái rẻ nè anh em, không cần sang tên chơi xe này, đúng Thái 110, đúng giấy tờ đầy đủ luôn, viết giấy cửa hàng, bao giấy tờ hợp lệ, không có vấn đề gì hết. 17 triệu này là đúng Thái 110 luôn, giấy tờ đầy đủ, ok hết luôn. Xe mới vậy nè, đó 20 triệu. Đây nè, 20 triệu. Đây chiếc Quan Pha 12 triệu, City nhà 6 triệu nè anh em, bình đầy đầy đủ, em gắn cốp vô đèn đồng hồ rồi ok rồi hết. Đó, làm gắn đầu mũ vô ok cho anh em là 6 triệu. Máy im, có bình đầy, em bình đầy đầy đủ, đúng giấy City, xe City nhé, về chở hàng. Em gắn đồ mũ vô đầy đủ cho anh em, màu đỏ luôn, em bán 6 triệu. Không được thì vài bữa đó em dọn lại, nguyên con City. Charlie này 7 triệu, bỏ qua bên đi. Future 1 12 triệu. Đây nè, rim Thái, đầu lòng máy móc nguyên rim, xe rim im tê tái luôn. Đồ rin còn đầy đủ trên xe, chỉ có cái bẩn với cái yên là lai thôi. 27 triệu. DH 7 triệu lỗ, bán 7 triệu luôn. Đây nè, xe này rẻ nè. Nhiều khi anh em á mua cái xe Trung Quốc mà dọn lên cỡ này mà vô đầu lòng mà không có đầu lòng thì mua cũng 5-6 triệu, mà vô đầu lòng Nhật á thì mua cũng 8-9 triệu. Mà xe này là xe Nhật hen, City Nhật, lên City Nhật lên vàng áo rim, mà lại là 10.500.000 ha, một chiếc xe Nhật nha anh em, chứ không phải là xe Trung Quốc nha. Xe Nhật thường Nhật. Có gì kêu với ta? Kéo cái cửa. Một chiếc xe Nhật thường Nhật. Mười triệu rưỡi à,
một chiếc xe Nhật máy im nè, đang nổ. Xe này xe Nhật khen, xe Nhật sườn Nhật đầu Nhật hết, chứ không phải xe Trung Quốc mà lên 10,5 triệu. Giấy tờ Tây Ninh đầy đủ luôn. Còn muốn xe Nhật mà rẻ đây nữa, 8 triệu nè. 8 triệu. Anh em mua xe này mà xe rim á, mà dọn lói nè, cũng 5-6 triệu rồi. Mà gắn đầu lồng Nhật vô nữa là cũng 7-8 triệu. Mà xe này là xe Nhật, em bán anh em là 8 triệu. Nó anh em thấy nó thế nào? Rồi anh em kết thì cứ alo em ha. Em rút lại là xe này xe City 8 triệu. Xe này cũng City luôn, lên hình hài xe rim 10,5 triệu. Cái con DH này 7 triệu. Chiếc rim này đầu lòng máy móc nguyên rim 9 chỗ 27 triệu. Chiếc quay Thái này nội xe 9 chỗ 28 triệu. Chiếc này quay Alpha, Honda Alpha 9 chỗ em đứng tên 16 triệu. Chiếc này quay Alpha dọn full mới 18 triệu. Chiếc này quay 110 25 triệu full mới có đĩa. Chiếc này quay 110 bị số 29 17 triệu. Chiếc này quay 110 bị số 29 full mới luôn, mới sạch luôn 20 triệu. Chiếc này quay Alpha 12 triệu. Lúc trước em bán chiếc này 9,5 triệu. Lâu quá bán được, em vô bộ áo làm đầu lòng lại, giờ bán 12 triệu. Rồi, em xin tạm thời kết thúc clip tại đây ha.